Dạ. Rồi đi vòng cầu cho cậu không biết gì sớm trễ đây nữa. Rồi đi mắc dây cho cậu thì không biết sớm trễ đây. Rồi. Mình vừa sơn xong cái màu nhũ vàng cho cái một cái khai cạn để trồng bonsai. Thì mình sử dụng cái nhãn hiệu sơn này chống thấm tạo bóng, rồi ở có những nơi bán sơn nước. Những cái loại sơn này thì nó thuận tiện cho chúng ta khi mà chúng ta đi sơn, ví dụ những chậu bị tróc hoặc bị trầy, khi mà đi giao chậu thì chúng ta có thể dùng cái loại này đem theo để pha với bột màu chu hoặc những cái bột màu khác, ví dụ như bột màu nhũ vàng, màu thau này hoặc màu đồng, để quét cho những khi những cái chậu bị bóng nó bị trầy hoặc mất màu, thuận tiện để đi quét cho người ta khi người ta có yêu cầu. Và cái dạng này thì nó không cần cái bề mặt chậu khô ráo, chỉ cần không quá ẩm ướt là được. Dùng đây là cái giải pháp để mà trong những trường hợp gấp rút đi sơn, cho sử dụng khi đi sơn cho đến nhà của khách sơn cho người ta. Mình có vài điều chia sẻ như vậy thì các bạn tham khảo.
Và cái màu nhũ vàng này thì các bạn hãy mua ở những cái nơi người ta bán đồ sắt, những cửa hàng đặc biệt chuyên bán về sơn. Giờ mình sẽ đưa cái cây này lên cái khay chúng ta vừa làm. Chúng ta cắt bớt rễ. Bớt lá nữa. Lớp bên dưới này mình thêm một lớp cát ở bên dưới, còn giờ trên này là phân, đây là phân rác mục. Cái cọ quét để cho nó lòi những cái hệ rễ của cái dừa này ra.
chậu chậu kiển để mình thưởng thức rồi. Mình xin cảm ơn các bạn đã xem phim. Kính chúc các bạn và gia đình một ngày làm việc vui vẻ, hạnh phúc bên nhau, gặt hái được nhiều thành công. Cây này bộ rễ cũng tạm tạm được rồi, thân này chúng ta còn phải sửa nhiều. Mới cắt để cho bộ rễ này phát triển trở lại mạnh là chúng ta sẽ đôn cái cây này xuống thấp nữa. Cảm ơn các bạn đã xem phim. Chúc các bạn gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống.